Xin chào các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn về khả năng quay video của hai dòng sản phẩm. Hiện tại đây tôi đang có con smartphone Samsung Galaxy S6S được trang bị camera 16 megapixel, khẩu độ là 1.9. Và bên cạnh đó thì tôi có con Canon 70D. Tôi đang dùng ống là 2470 khẩu 4.0. Và sau đây thì mời các bạn cùng theo dõi video để so sánh cái khả năng quay video của hai dòng sản phẩm này như thế nào.